Netty Angel bảo hành mỗi lên đến 2 năm là như thế nào? Nó vậy nè, trong cái thời gian bảo hành của em là em sẽ bảo hành cho chị là không có tính phí rồi. Nếu như trường hợp chị xài silicon mà chị kích ứng thì chị quay lại chị đổi qua cái sụn sinh học thì chị bù thêm chi phí 10 triệu. Còn nếu như cái sụn sinh học mà chị kích ứng, chị đổi qua cái sụn silicon là chị không mất phí. Và cho chị hỏi thêm cái gì? Ví dụ như là mình phát hiện vậy là mình lên liền hay là có thời gian? Chị phát hiện là chị phải lên liền. Đó, thì trong vòng 2 đến 3 tháng mà chị cảm thấy cái mũ của chị nó cứ nề nề, nó cứ sưng sưng mà chị cảm thấy bất bình thường. Giống như chị nhìn chị cảm thấy là chị khó chịu, chị cảm thấy bất bình thường, nó cứ sưng sưng nó nề nề như vậy vậy là chị phải lên kiểm tra liền chứ. Khoảng 4 tháng mà im là im rồi đó. Dạ, từ 3 tháng trở lên mà nó im là nó im rồi đó. Còn nếu mà nó chưa im là phải quay lại. Dị ứng nè, mới đầu chị sẽ đánh kháng sinh trước. Chị sẽ uống kháng sinh trước xem mà nó có rút hay không. Nếu mà nó rút cứu được thì ok, bình thường không vấn đề gì hết. Còn uống kháng sinh một tuần lễ mà nó vẫn không rút, nó vẫn mãi là phải rút sống. Vậy thôi. Dạ, bảo hành này vẫn bảo hành 2 năm nha chị.